Cảm xúc hiện tại của Tuấn là rất là lâng lâng khó tả luôn. Thậm chí tối mình ngủ cũng không được, mà sáng ra thì mình cứ rần rần rộ rộ trong người. Tại vì đây là một cái dấu mốc rất là quan trọng của mình luôn. Một kỷ niệm 10 năm, những cái thành công rực rỡ vừa qua, thì mình muốn tổng kết nó lại bằng một chiếc show diễn thật là xinh đẹp. Tại vì Tuấn nghĩ là ai cũng sẽ có một cái giấc mơ trong cuộc đời của mình. Và giấc mơ của Tuấn đó chính là thực hiện được những cái mẫu thiết kế mà có thể là có thể nói là vang danh trên các nền tảng xã hội, hay là được bạn bè quốc tế biết đến. Thì hôm nay Tuấn đã có thể nói tạm là đạt được ước mơ của mình. Thì show diễn này cũng như là đánh dấu cái mốc mà mình đã có thể thực hiện được cái giấc mơ của mình. Đó chính vì thế mà nó có lý do là Dream Come True. Ba cột mốc mà đáng nhớ nhất chắc chắn có thể nói đó là sự kiện Thùy Tiên đã mặc chiếc váy của Minh Tuấn đăng quang. Tiếp theo đó nữa là Miss Earth Albania đăng quang trong thiết kế của Minh Tuấn. Và cuối cùng đó chính là show diễn ngày hôm nay, sau 10 năm hành trình rực rỡ của mình. Nếu mà chúng ta chỉ nói về việc là cứ cố gắng hay là gì đó thì nó rất là sáo rỗng. Thật sự Tuấn muốn nhắn gửi đến tất cả các nhà thiết kế trẻ là các bạn ơi, không có gì bằng cái nội tại cá nhân mà có thể giúp các bạn thành công được. Cho dù bao nhiêu thứ phù phiếm, những thứ drama hay là những thứ bao quanh các bạn có thể có được trong lúc đó, nhưng mà nội tại mới là cái giúp các bạn đi đường dài. Hãy cố gắng trau dồi bản thân và kỹ năng về nghề nghiệp. Tuấn rất là mong muốn những cái sản phẩm của mình càng ngày càng được rộng trên thị trường quốc tế hơn nữa, và có nhiều khách hàng đến từ quốc tế, cũng như là sắp tới đây thì Tuấn mong muốn tham gia vào những tuần lễ thời trang quốc tế, có những cái sự chuyên nghiệp và gọi là đẳng cấp nhất định. Người ta thường nói Tết thì không có cái gì bằng Tết đoàn viên. Tuấn hy vọng là mọi người sẽ có những cái giây phút ấm áp, cởi mở gần gũi với gia đình của mình, và mọi những cái gì sai lầm trong trước đó quá khứ hay là những gì mà chúng ta hiểu lầm thì sẽ được xóa tan, và tất cả những mọi người sẽ cùng nhau đón một cái Tết thật là trọn vẹn. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough.